Xin chào mừng anh em quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Sui, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Như anh em đã biết, vào thời Nam Bắc bị chia cắt, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa là hai thế lực không đội trời chung. Hai bên đều có một mục tiêu là lật đổ chính quyền đối lập. Hàng loạt những mưu kế được dựng lên và hàng loạt những tình báo hàng đầu xuất hiện từ ấy. Nam Văn Ba, Bắc Xuân Ẩn là hai cái tên làm mưa làm gió làng tình báo một thời. Đến giờ vẫn chưa ai dám khẳng định Ba hay hơn Ẩn. Nhưng CIA đã có một bài so sánh hai cao thủ hàng đầu khá là vô lý. Rốt cục trong mắt CIA, Văn Ba hay Xuân Ẩn là người xuất sắc hơn? Mời anh em xem video ngày hôm nay sẽ rõ. Đầu tiên là đôi nét về cao thủ miền Nam, Võ Văn Ba. John Sullivan, một chuyên viên của CIA nói về X-92. Ông ta là điệp viên giỏi nhất mà chúng ta từng có ở Việt Nam. Còn đối với những người cộng sản thì đây là một điệp viên cực kỳ nguy hiểm, kẻ đã luồn sâu trong hàng ngũ của họ hơn 10 năm. Cho đến tận 30 tháng 4 năm 1975. Thời điểm những năm 1963, X-92 được điều về nằm vùng tại núi Bà Đen, Tây Ninh để nhằm bắt liên lạc được với lực lượng cộng sản. Công việc hàng ngày của X-92 chỉ là phát nương rẫy và chờ đợi thời cơ. Với hồ sơ sạch, thì giữa năm 1963, X-92 đã móc nối với cán bộ cách mạng và được trở lại sinh hoạt đảng. X-92 từ từ chui sâu, leo cao vào hàng ngũ cách mạng bằng hàng loạt những chiến công cho phe cộng sản. Theo báo chí Việt Nam sau này, thì đến năm 1965, X-92 đã làm bí thư chi bộ. Thậm chí về sau, X-92 còn có thể leo cao hơn nữa. X-92 an toàn nằm vùng cho đến tận ngày 30 tháng 4 năm 1975. X-92 chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ CIA để đảm bảo cho quá trình hoạt động của X-92 thì toàn bộ hồ sơ của Y đều được lưu giữ hết sức cẩn mật. Theo yêu cầu của X-92, thì những tài liệu X-92 sau khi được gửi về nghiên cứu thì phải được tiêu hủy tránh làm lộ thông tin. Từ cuối năm 1968, X-92 được cử làm huyện ủy viên dự khuyết và 2 năm sau đó, Y đã trở thành huyện ủy viên chính thức, huyện ủy Hòa Thành. Sự tín nhiệm đối với X-92 trong lực lượng cộng sản ngày càng tăng cao. Năm 1969, X-92 được Mỹ chính thức tuyển dụng làm việc trực tiếp cho CIA. Mọi hoạt động của X-92 đều được sự chỉ đạo và lãnh đạo CIA tại miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, theo các thông tin mà CIA thu thập được, thì X-92 vẫn thường xuyên liên lạc với Cục Tình báo của Việt Nam Cộng hòa. Điều này đã khiến CIA không bằng lòng chút nào và đã ngay lập tức yêu cầu Tình báo Việt Nam Cộng hòa ngưng mọi liên lạc với X-92. Giai đoạn những năm 1968 đến năm 1969 là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến. Đây là thời điểm mà Mỹ cần những thông tin nội bộ của quân giải phóng từ phía X-92. Những thất bại của quân giải phóng thời gian này, đặc biệt là ở khu vực Tây Ninh cũng như vùng Đông Nam Bộ, chắc chắn có bàn tay của X trong đó. Từ những thất bại và tổn thất này đã dẫn đến việc nghi ngờ trong hàng ngũ những người cộng sản có nội gián. Việc đại bản doanh xuất hiện và gián một việc không thể chấp nhận được đối với những người cộng sản. Năm 1971, một trong những cán bộ được cử xuống thâm nhập địa bàn nhằm tìm ra tên nội gián trà trộn, bất ngờ đã bị phía Việt Nam Cộng hòa bắt giữ khi đang đi trên đường. Việc cán bộ điều tra này bị Việt Nam Cộng hòa bắt hoàn toàn có thể do X-92 báo cáo về nhằm ngăn chặn việc nội gián sẽ làm lộ thân phận của mình. Hoạt động điều tra nội gián này là hoạt động bí mật không nhiều người biết và thân phận của nữ cán bộ cũng đã được bảo đảm nhưng lại dễ dàng bị bắt khi đang đi trên đường. Điều đó chứng tỏ X-92 đã nhận được sự tín nhiệm rất cao hoặc thậm chí hắn đã leo lên được vị trí quan trọng trong đội ngũ những người cộng sản. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho X-92 thì công tác giao liên cũng được phía Việt Nam Cộng hòa và CIA bố trí hết sức tinh vi. Ban đầu, công tác chuyển giao tài liệu được thực hiện tại những ngôi nhà riêng đã được phía Việt Nam Cộng hòa và CIA bố trí trước. Về sau, những hình thức giao tài liệu khác cũng đã được sử dụng. Các liên lạc viên sẽ được đóng giả những người dân đi chợ hoặc là học sinh, sinh viên. Những liên lạc viên này được phía Việt Nam Cộng hòa và CIA tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho X-92. Họ không phải thực hiện những nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ liên lạc với X-92 để lấy tài liệu. Phương tiện đi lại mà các liên lạc viên này sử dụng thường là loại xe lôi Honda khá phổ biến ở miền Nam thời đó. Các liên lạc viên này sẽ hoạt động theo những lộ trình đã được quy định trước, cụ thể về thời gian lẫn địa điểm. Liên lạc viên và X-92 đều được trang bị những ám hiệu, ám ngữ riêng biệt để có thể nhận ra nhau. Những cặp tài liệu giống nhau sẽ được X-92 và các liên lạc viên đóng giả người dân đánh tráo cho nhau rồi chuyển về CIA giải mật. Ngoài hình thức giao tài liệu qua tay này, thì CIA cũng thiết kế các hòm thư bí mật được ngụy trang để cho X-92 và các sĩ quan điều khiển có thể liên lạc. Ngoài ra, X-92 còn được trang bị một loại bộ đàm đặc biệt. Loại máy đàm này có khả năng mã hóa lời nói ra tín hiệu và ngược lại. Máy chỉ được mở vào các khung giờ cố định và không được nói chuyện quá lâu.
Nhờ những thông tin mà X-92 cung cấp mà Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa có thể biết trước những kế hoạch của quân giải phóng, qua đó tìm ra phương án đối phó. Đặc biệt, X-92 còn cung cấp cho CIA thông tin về các cán bộ đảng viên mà hắn phụ trách đang công tác trong nội thành, cũng như thông tin về những cán bộ lãnh đạo, vai trò và địa bàn hoạt động của từng người. Tuy X-92 đã cung cấp rất nhiều tài liệu mật cho CIA và Việt Nam Cộng Hòa, nhưng trước sự yếu kém của Việt Nam Cộng Hòa cùng với sức tấn công mãnh liệt của quân giải phóng, thì sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa là không thể cứu vãn. Còn về cao thủ miền Bắc Phạm Xuân Ẩn, ông là tình báo nước tiếng của giang hồ thời bấy giờ. Phạm Xuân Ẩn là người Việt Nam duy nhất vào biên chế của hãng truyền thông nước ngoài với lương rất cao thời đó, $750 một tháng. Ông hành nghề báo chí và trở thành ký giả thật sự có tên tuổi. Nhiều tin tức ông viết cho báo chí trở thành những bài đỉnh được rất nhiều người đón nhận. Chỉ có điều khác lạ là ông còn trở thành một vị thiếu tướng, một vị anh hùng lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ khi ở Mỹ về nước cho đến năm 1975, với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, Phạm Xuân Ẩn đã có được nhiều nguồn tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và các cơ quan tình báo. Đặc biệt, để tạo một vỏ bọc hoàn hảo, tướng Phạm Xuân Ẩn đã cố biến mình thành một tay chơi giao du rộng rãi và sành điệu. Ông đã la cà khắp các vũ trường, các nhà hàng sang trọng. Từ đó, ông tạo được lòng tin, mở rộng quan hệ và thu thập được rất nhiều thông tin. Các điệp viên khác thường có hợp thư để chuyển tin một cách bí mật. Nhưng với ông Phạm Xuân Ẩn, thì khi cần chuyển tin đến mật khu, ông để riêng mép, ngụy trang và lái ô tô đi vài ngày rồi trở về Sài Gòn như một phóng viên đi săn tin ở các điểm nóng. Ông cũng là một trong số ít những phóng viên người Việt Nam được mời đi giao ban quân sự, ngồi cùng với các sĩ quan quân đội Mỹ trên trực thăng, hành quân đến địa trận, các phòng thuyết trình để xem các bản đồ chiến thuật chiến sự mới nhất. Khi Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt, cách mạng ở miền Nam đã phải chịu nhiều thiệt hại vì những trận càn được hỗ trợ từ trực thăng và xe bọc thép. Phạm Xuân Ẩn đã gửi các báo cáo, các tài liệu chiến thuật của Mỹ Diệm cho cách mạng, trong đó có những bản tài liệu nguyên bản về chiến lược chiến tranh đặc biệt như tài liệu MacArthur, Techniques and Tactics of Counterinsurgency, nguyên bản kế hoạch Taylor-Taylor, tài liệu Hawkins, tài liệu về áp chiến lược. Nhờ đó mà quân giải phóng có sự chuẩn bị tốt nhất để chống lại các chiến thuật, chiến lược của Mỹ. Cũng chính ông trong giai đoạn năm 1963, sau khi anh em Ngô Đình Diệm đã bị đảo chính và khẳng định Mỹ chưa chịu ngừng tay ở Việt Nam, cho dù nhiều cấp trên của ông đã nghĩ khác. Phải đến tận năm 1965, Mỹ mới chính thức có công bố tiếp tục tăng viện cho miền Nam Việt Nam, chứng minh nhận định của ông là đúng. Sở dĩ Phạm Xuân Ẩn tự tin như vậy là vì ông hiểu người Mỹ hơn ai hết. Sau năm 1963, Phạm Xuân Ẩn đã gửi thêm rất nhiều tài liệu, báo cáo quý giá cho cách mạng, như đánh giá về khả năng Mỹ đưa bộ binh sang Việt Nam trong giai đoạn năm 1964 đến năm 1965, các báo cáo về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, những tài liệu liên quan đến chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, báo cáo về tình hình tinh thần và vật chất đang cạn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như việc Mỹ sẽ không trở lại Việt Nam và hàng trăm bản tin nguyên bản phục vụ cấp trên hạ quyết tâm giải phóng miền Nam. Trong sự nghiệp tình báo lẫy lừng của mình, Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp, các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, góp phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam. Những tin tức và phân tích tình báo chiến lược của Phạm Xuân Ẩn gửi đi sống động và vô cùng tỉ mỉ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Phạm Xuân Ẩn là một trong những nhà báo chứng kiến sự kiện xe tăng của quân đội Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Đến thời điểm đó cũng như một vài tháng sau, các đồng nghiệp phóng viên cùng những người thuộc chính quyền cũ cũng như chính quyền mới vẫn chưa biết ông là một nhà tình báo phục vụ cách mạng. Ngày 15 tháng 1 năm 1976, Phạm Xuân Ẩn được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lúc này nhiều người mới biết ông là một tình báo viên thời chiến. Nếu so về thành tích thì hai ông quả nhiên là một chính một mười, ai cũng danh xứng với thực. Thế nhưng trong mắt CIA thì tất nhiên người của chúng sẽ được đề cao, còn người của ta tài giỏi đến mấy cũng trở thành người bình thường. Frank Snape, nhà phân tích chính của CIA trong chiến tranh Việt Nam từng phán, Phạm Xuân Ẩn nói chung là một hacker. Ông ta làm việc chống lại mục tiêu mềm yếu nhất ở miền Nam Việt Nam, đó là giới báo chí. Ông Ẩn thu thập những thông tin có giá trị mà báo chí lấy được từ Đại sứ quán Hoa Kỳ và chuyển nó cho Bắc Việt. Nhưng so sánh Phạm Xuân Ẩn với Võ Văn Ba thì xin đừng làm thế. Võ Văn Ba là thứ thiệt. Ông như nhân vật trong phim James Bond, ông nằm ở ngay trung tâm cục miền Nam của phe Cộng sản, đầu não chính của họ ở miền Nam, giống như một điệp viên nằm ngay trong lầu Nam Góc. So với Võ Văn Ba, Phạm Xuân Ẩn không là gì cả. Ý tôi là tình báo Phạm Xuân Ẩn được ca ngợi vì báo chí Mỹ kinh ngạc không thể tin được là họ đã bị ông ấy lừa. Vậy à? Nhưng
việc đưa ra đề xuất so sánh hai người tôi nghĩ là một xúc phạm với Võ Văn Ba. Thật đấy, không phải mình tôi muốn hại giá trị Phạm Xuân Ẩn. Tôi biết ông ta là một điệp viên thông minh, nhưng xét về tầm cỡ, ông ấy không thể so với vai trò của Võ Văn Ba. Con hát mẹ khen hay, mèo khen mèo dài đuôi đã là truyền thống lâu đời của Mỹ. Đế quốc số 1 thế giới không bao giờ chịu thua kém ai, lúc nào cũng phải nhất Mỹ nhì trời. Không ai phủ nhận Võ Văn Ba là một tình báo giỏi, nhưng Phạm Xuân Ẩn của chúng ta cũng chính là một huyền thoại làng tình báo mà ai cũng phải công nhận và kính nể. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Những video tiếp theo nhé.